Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị. Hôm nay là em có quay cái video đây, giới thiệu mọi người sơ qua một chút về cái về các cái loại thân nù lá nhựa hay là lá mít. Thì mọi người chú ý khi quay video này, ví dụ như em cũng thế thôi, em nói để mọi người cùng hiểu được về các cái loại thân nù lá mít như thế nào ấy. Chứ em không phải là em muốn mọi người hiểu nhầm về nó. Đây này, các chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Khi một cái lá cây người ta nói về lá mít nhá, thân nù này. Thân nù thì là phải dạng thân to, rụt, kiểu dạng này, đốt ngắn này, lá to. Đấy. Chứ không phải là như trên, em thấy trên Facebook ấy, thì nó có rất là nhiều đơn vị bán. Mở ra cái là đã thấy hàng trăm đơn vị bán. Mở điện thoại ra, nếu như anh chị có theo dõi một số hội nhóm hoặc là một số bạn bè có chia sẻ, rất là nhiều người chia sẻ đây, cái ngọn này là cái ngọn mà nó ở ngay ngoài, thì em có thể giới thiệu đến mọi người luôn. Nhìn nó cũng tương đối dễ. Đây là cây trồng tại Hà Nội. Với cái bộ lá này thì nhìn những cái lá dưới gốc ấy. Đây, nó rất là dày, gần guốc các kiểu. Đây, chụp ảnh thì sẽ rất là đẹp. Lá nó bóng thì khi tưới nước, mới tưới nước xong thì lá nó sẽ rất bóng. Đây, của em cảm giò to rất là nhiều ngọn. Nhưng mà em muốn nói sơ qua để mọi người hiểu về cái thân nù lá mít hoặc là lá nhựa. Thân nù ấy là cái dòng thân to, ngắn, đốt ngắn, mà thân mập, lá to. Thân nù làm lá mít, lá nhựa thì là dạng lá dày, nhìn chung dày và tròn. Lá mít là dạng lá tròn đấy, mọi người hay hiểu như vậy. Nhưng mà thường ấy thì những cái lá dưới gốc ấy thì nó rất là dày, và cái lá gốc bao giờ nó cũng rất là dày, nó rất dày và nó rất cứng. Thế cái bộ lá dưới gốc ấy, hàng Hòa Bình mà cứ nuôi nhiều nắng thì nó sẽ rất là đạt ở trong cái góc độ đó, chính là khi mà quay cả một cái cây to này, anh chị không nhận ra được. Như người ta chụp chủ yếu là người ta chụp những cái này, những cái lá nó tròn như lá mít. Nhưng nuôi dài ra, khi mà nó dài đến tầm độ 1 mét hoặc là 70-80 cm như cây này, thì lên trên thì nó không thể được như vậy nữa. Và cái điều em muốn nói kèm theo với cái vấn đề thân nù lá mít, lá nhựa ấy, thì đương nhiên là cái loại này là nó phải có gen. Cây này chắc chắn là phải có gen thì nó mới được lá đẹp như này, lá to như này. Cái lá này nó rất là to, lá này nó phải 4-5 cm rộng ấy. Nó dài nữa, to. Và cái em muốn nói đến để mọi người lưu ý, nhà mình mà ít nắng thì tốt nhất là không nên mua. Bởi vì năm nay để mà mình mua những cái cây này mà người ta cắt kia ấy, mà mình không biết được chính xác là nguồn gốc có phải không ấy, thì mình cứ quy nó về là phi điệp tím. Đấy là em nói thật, có nghĩa là quy về phi điệp tím thôi. Bởi vì khi mà nhà anh chị ít nắng ấy, thì anh chị trồng hàng lá mít này thì nó cũng sẽ thành cái loại hàng bình thường thôi. Cái loại này nhá, cuối năm mà nó tù đầu lại mà cho ăn nhiều phân nữa, thì thân nó phình rất to và lá sẽ rất là dày. Bởi vì khi mà cái dưỡng chất của nó, cái dòng phi điệp đấy, khi mà nó dừng ngọn nhá, nó không dài nữa, mà mọi người cứ cho nó ăn thật nhiều phân bón, cho ăn nhiều phân bón này, cho ăn nhiều phân qua lá này, nhiều phân qua gốc này, thì là cái ngọn này nó không dài nữa, mà nó không dài nữa thì mình cho nó ăn nhiều thì nó sẽ ăn vào, nó sẽ giữ đọng trong lá này, thì sẽ phình ra, thì nó sẽ béo. Và những cái nó như kiểu người mình béo ấy, thì nó những cái như cả kiểu là cái loại lá nhựa mà cuối năm thì cái nào nù lá nhựa thì cuối năm là cái nào nó cũng phình, nó tù đầu rồi. Mọi người phải hiểu là bản chất của nó là nó tù đầu rồi, thì nó không dài nữa, mà nó không dài nữa mà nó vẫn còn cả bộ lá này, thì mình chăm sóc nó tốt thì nó ăn vào cái cây này, thì cái cây nó sẽ dày lá lên, thân nó sẽ phình to ra. Đấy, còn riêng cái dòng mà thân nù lá nhựa, lá mít như này, này thì mọi người phải chú ý rằng ấy là khi mà nó còn ngọn phát triển này, còn ngọn phát triển mà lá nó dạng lá mít này, thì mình hãy mua. Chứ cái loại mà tù đầu rồi thì cây nào nó cũng nù như thế hết, nó cũng đều như kiểu dạng như nhau, và nó
mập. Thì còn những cái cây bình thường như cái cây cây phát triển, chúng ta phải chú ý là cái cây đang phát triển này thì lá của nó sẽ không được dày và không được mập, thân nó sẽ không mập. Nhưng khi nó tù đầu rồi, nó không dài cái ngọn này nữa này, thì thân nó sẽ mập. Đây mọi người có thể nhìn thấy đấy. Đấy, thân lá này cũng rất là đẹp, kiểu dạng lá mít. Đấy, đây là cây nuôi ở Hà Nội thì đã được như này thì là một cây rất là đẹp rồi. Bởi vì mình nuôi ở trong khu vực nhà mình trên tầng mà có, hoặc là ở những vườn mà ở cái vùng khí hậu nó khắc nghiệt như này ấy, thì là để mà nuôi được những cái cây như này thì là một điều rất là tốt rồi. Nó là gen của nó rồi. Nhưng nếu mà trên Hòa Bình ấy, hoặc cái trên vùng cao ấy mà người ta nuôi những cái cây này thì lá sẽ rất đẹp. Lá sẽ tròn to và dày hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Vì khí hậu. Và người ta cho nó tưới nước của nó được, và khí hậu của nó thì nó tốt. Nó cũng như kiểu là một thằng con mình mà nuôi trong điều kiện tốt, muốn nó béo phì thì đơn giản không, cho nó ăn nhiều nó sẽ béo. Còn đây nếu mà để mà nói ở Hà Nội mà nuôi được những cái giò lan như này thì nó cũng là một dạng rất là vui. Bởi vì mọi người cũng hiểu là cái vấn đề em muốn nói đến ở đây chủ yếu ấy là mọi người chú ý cái việc mua cái loại lá mít này, thân nù lá nhựa này, mà nó dừng đầu rồi thì thôi. Còn như cái này nó còn ngọn này thì mình mới nhận định được rằng là cái cây này thực sự nó là có gen. Có gen của những cái dòng máu, ví dụ như là cái dòng lá dày này, dòng thân to này. Đấy, chứ không phải là cái loại tù đầu rồi nhá. Mọi người chú ý là như vậy. Tù đầu rồi mà thân lá dày, thân to lá dày ấy, mập rụt thì nó cũng bình thường. Bởi vì nó tù đầu rồi. Thì em cũng nói như trước ấy, thì ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì em cũng nói rất là nhiều lần. Trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, em nói rất là nhiều bài về các loại, thì mọi người chú ý để đi mua những cái loại cây nào thực sự là nó có giá trị. Bởi vì bây giờ là rất là nhiều người mua bán mà giá trị của nó thì không biết là ở đâu. Có ông thì bán giá tận 9 tầng mây, có ông thì ở 1 tầng mây thì không biết là đang ở đâu. Thì mọi người chú ý và nhận định thật rõ, tìm hiểu tất cả các nguồn trước khi mua. Bởi vì tiền ở trong túi anh chị cần chi tiêu một cách hợp lý. Cuộc chơi là công bằng. Chúng ta cần phải tìm hiểu và để cho nó quy về những cái loại đơn giản. Chứ bây giờ cứ một cái lá mít này, lá dày dày này thì lại gọi là lá mít thì nó cũng không hay lắm. Thì nó gọi là lá đẹp, và mình cứ quy hiểu đơn giản nó là phi điệp tím. Chứ bây giờ mà lại gọi là một cái dòng nù mới hay là mít mới hay là các loại khác thì nó sẽ rất là nhiều tên. Mà thực ra thì hoa thì nó chẳng khác gì nhau. Hoa không khác bao nhiêu, mà cái việc là về sau khi mà anh chị nuôi sau 3 năm ấy, anh chị cũng chẳng biết là cái cây của anh chị thực sự nó phải là cây mít đấy không. Bởi vì anh chị nuôi thì quay trở lại với cái người bán ấy thì người ta cũng chỉ bảo là gì, cái này là cây em cắt từ cây mít ra, nhưng bây giờ có thể nhà chị nuôi ít nắng thì là nó thành lá tre. Chuyện đấy bình thường, nhà ai cũng vậy, cứ lá mít mà nuôi kém nắng thì sẽ thành lá tre hết. Mọi người chú ý điều đó. Thì để một cái việc mình nuôi được một cái cây lá mít lá đẹp ấy thì thứ nhất là mình phải chọn gen là đương nhiên rồi, nhưng cái thứ hai là phải giá cả nó vừa phải đi. Giá cả nó quá đắt, nhưng mà nó đắt hơn phi điệp tím quá nhiều thì chúng ta cứ nuôi phi điệp tím. Sau đó thì mình cho ăn thật nhiều nắng này, nhiều phân bón này, thì tự nhiên là nó sẽ rất là to. Đây cái lá này trong của nó này thật là rất là tròn và dày. Lá này dày lắm. Thường những cái lá gốc bao giờ nó cũng rất là dày anh chị nhá. Đây này, thường cái lá gốc nó tròn và rất là dày, luôn luôn là như vậy. Dòng lá mít kiểu lá mít ấy thì nó kiểu dạng vậy. Thì mình cứ quy chuẩn đơn giản nó là dòng lá đẹp là nó dễ. Chứ bây giờ đâu cũng thấy mít, mà mít chạy từ Bắc vào đến Nam, có ông thì mít Lai, có ông mít Thái, có ông thì mít thế nọ kia. Mọi người chú ý, khi nhà mình mà không đủ điều kiện để nuôi ấy, thì tốt nhất là không nên mua cái dòng mít này. Đương nhiên là cái dòng mít này thì nó vẫn có một cái số cái máu của nó, cái gen của nó ấy. Một số cái gen ấy thì mình mua những cái giống gen này về thì mình chăm thì nó được cái thân lá đẹp. Nhưng khi mà nhà mình mà không có cái điều kiện để mà chăm được những cái thân lá đẹp như thế này thì nên hạn chế và có thể là không mua luôn. Hãy sưu tầm những mặt hoa đẹp, thực sự là nó có sự khác biệt. Chứ nếu thân lá này nuôi sau 2-3 năm thì không có sự khác biệt và anh chị không nhận ra được, mà anh chị phải trả giá quá đắt, mua quá nhiều tiền. Anh chị chỉ nên mua những cái dòng phi điệp tím, thân lá đẹp ở hàng Bắc là được. Bởi vì hàng Bắc thì thường cái thân lá nó đẹp hơn hàng miền Nam rất nhiều. Thế nên mình chủ yếu là mình mua hàng thân lá đẹp hàng Bắc, không nên mua hàng miền Nam. Hàng miền Nam thân lá nhỏ hơn cái dòng thân lá mít ở miền Nam thì nó rất là ít.
và khi là cũng ngoài Bắc chuyển vào xong lại đặt tên mới trong miền Nam. Cái này là điều không ai biết được, thì mọi người chú ý là theo em là nên quy chuẩn nó về một thứ, đó chính là lá đẹp thôi hoặc lá mít thôi, chứ còn bây giờ cứ nù nọ nù kia, lá mít nọ lá mít kia. Thực ra thì sau 3 năm ví dụ đây em, bởi vì nhà em cây này nó ra rất nhiều kỳ, đây như kỳ như này thì nó không có gì, đây nó là kỳ tự nhiên thôi, nhưng em nói anh chị là nhìn kỳ làm sao có thể biết được là dòng nù hay không, lá mít hay không, đúng không ạ? Anh chị phải nuôi nhiều nắng thì nó mới có thể lên được lá mít nhiều nắng nhá, cho ăn đầy đủ nhá, thì nó mới lên được dòng về bản chất của mẹ nó. Nhưng mà còn thực ra ấy, thì là cái việc những cây con này cứ vùng Bắc, cứ hàng miền Bắc nhá anh chị nhá, cứ hàng miền Bắc là chắc chắn anh chị nuôi chăm bón tốt, chuẩn hàng Bắc, chăm bón tốt là nó sẽ có được bộ thân lá rất đẹp, không hẳn là phải mua mít. Đây như cây này lá đây nó cùng một bụi, nhưng lá cái này nó rất là cứng và dày, nhưng nó có phải lá mít đâu, lá này chưa được gọi lá mít được, lá mít là phải tròn cơ đấy mọi người xem đấy. Đây là cùng một rề của nhà em ấy, nhưng mà nó có cây nọ kia và cái gốc bao giờ lá nó dày và rất đẹp, nhưng lá ở những cái cây bên này rất bình thường. Thế nên là để mà mình chăm được ấy thì nó điều rất khó, và anh chị để mà anh chị phải bỏ tiền ra mua những cái thân lá này thì nó sẽ rất là nhiều tiền đấy. Còn khi mà mình mua những cái như kỳ thì nó không đáng bao tiền, nhưng nếu có chọn được giống Bắc đẹp thì mình mua, không nhất thiết phải là cứ được cái mít hay là những cái cây nào cả, bởi vì cái thân lá đẹp như thế này là chơi được rồi, đúng không ạ? Thân lá to, cây to. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em sẽ cập nhật thêm những cái thông tin khác vào những video sau. Xin chào tất cả mọi người.